Thuận Anh, mình rất là hứng thú với cái việc là có một cái sản phẩm, ví dụ như sản phẩm của LG, để mà có thể trải nghiệm và cũng có thể cân nhắc để mà dùng đó để thi tấu và luyện tập. Về đầu tiên thì mình nghĩ là sản phẩm là một sản phẩm khá lớn. Cái dòng sản phẩm thì dòng OLED mới này á, mình đánh giá khá cao về cái mặt đồ họa của nó, khi nó mang được cái trải nghiệm khá tốt về góc nhìn. Thì trải nghiệm rất tốt thì mình để xem truyền hình, xem những phim hoặc là gì đó, cảm giác như cine trong nhà. Về sản phẩm TV thì mặc dù là kết nối không dây nhưng mà em chơi thì em cảm giác nó có cái độ nhận rất là nhanh và nhạy, thậm chí là còn hơn ở nhà khi mà em chơi về những cái TV mà kết nối có dây nữa. Và đặc biệt là hôm nay có một sự kiện do LG tổ chức và đã có cơ hội được gặp mặt tất cả mọi người trong cộng đồng, cảm giác nó rất là khác khi mà chơi online ở nhà một mình.